Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew ở London đặt trọng tâm chủ đề lễ hội hoa lan thường niên năm nay vào thiên nhiên hoang dã của Cameroon. Hàng nghìn cây lan được dùng tại địa điểm di sản thế giới UNESCO này để tạo ra những màn trưng bày lần đầu tiên lấy cảm hứng từ một nước châu Phi. Một loài săn mồi đỉnh cao được tạo hình từ hoa lá sống động. Các nghệ sĩ cắm hoa và các nhà làm vườn đang tỉa tút hình tượng sư tử khổng lồ, tâm điểm của lễ hội hoa lan thường niên Kew. Kế hoạch cho sự kiện này được khởi sự từ mùa hè năm ngoái. Trong 3 tuần qua, 5 chuyên gia chăm sóc vườn tược của Kew và một đội quân gần 1.000 tình nguyện viên đã dựng lên các hình ảnh sống động đẹp mắt. Hàng nghìn cây lan được chuyển tới đây từ Hà Lan được dùng để trang trí cho khu vườn nhà kiếng, công nương xứ Wales. Những hình ảnh về thiên nhiên hoang dã Cameroon được thể hiện qua các hình tượng động vật điểm xuyết xung quanh vườn. Một con hà mã đang đắm mình dưới nước, một con cá sấu sẵn sàng vồ mồi hay một con hươu cao cổ vướng cổ tận mây xanh. Nhưng hương vị Cameroon vươn xa hơn là những loài động vật này. Một cuộc triển lãm ảnh dọc theo các loài hoa ghi lại cuộc sống ở làng Bikoka Lolodop ở Cameroon. Thả bộ qua khu vườn nhà kiếng này, bạn còn nghe thấy tiếng nhạc cùng các âm thanh khác. Bộ sưu tập lan của vườn Kew có khoảng 1.300 loài lan trong 25.000 loài đã được phát hiện trên toàn thế giới. Các loài lan dại đang bị đe dọa. Lan là một chỉ dấu cho thấy hệ thống sinh thái đang có vấn đề. Đây là lễ hội hoa lan lần thứ 27 ở Kew. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 4 tháng 2 tới hết ngày 5 tháng 3.